Chào các bác. Hôm nay tôi quay một sợi 18 ly đàn hương Ấn Độ. Hàng VIP chọn. Tôi chọn cho một anh. Cái hương thơm của nó thì rất là đa là mê thôi, mê mẩn thôi. Không phải bàn về hương thơm, cũng không phải bàn về chất gỗ nữa các bác. Cái chất gỗ của nó các bác nhìn nó mịn như này. Gần như không một vết nhìn thấy cái thớ gỗ luôn. Nó mịn. Và càng đeo nó càng bóng đẹp, nó sẽ xuống màu đẹp các bác nhé. Này, các bác nhìn không nhìn thấy thớ gỗ của nó đâu luôn. Chất gỗ của nó còn hơn cả từ đàn cơ mà các bác. Hơn cả từ đàn, cứng hơn cả từ đàn. Từ đàn khoan không ăn thua so với cái thằng này. Thằng này khoan của nó nì, nó cháy cả mũi khoan luôn. Này. Nó ăn mòn cả mũi khoan. Anh em thợ tiện rất là vất vả. Tiện mòn cả tiện, thay vài cái tiện mê tiện được nô gỗ các bác ạ. Chứ nó không mềm như huyết nong, nó nói chung là những cái loại gỗ già cứng như này chưa có thằng nào qua được cái thằng đàn hương này thôi. Cứng, độ cứng thì chưa thằng nào, cái thằng này nó là cứng nhất. Nu huyết long nó đã cứng rồi, nu ngọc ao nó đã cứng rồi, nu các loại nu nó đã cứng rồi, kể cả nu xưa, nhưng mà không ăn thua so với thằng này các bạn, không ăn thua luôn, không là gì so với thằng đàn hương này. Nó gọi là phải chất gỗ của nó phải đẳng cấp luôn. Số 1 top của các loại top. Những cái loại nu mà chưa ăn thua so với loại này. Hàng siêu siêu già. Gỗ này là gỗ tự nhiên các bác nhé, không phải là hàng trồng như đàn hương trồng một số nơi người ta trồng đâu, mà là hàng tự nhiên của Ấn Độ. Hàng thiên nhiên được khai thác tại Ấn Độ.